Chú ơi. Ơi. Chú làm ơn chú chở con vô ấp 888 được không chú? Ủa? Là cô đến đây nhờ tôi chạy xe ôm á hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao tôi thấy cô đi qua đây rồi cô nhìn bóng bóng lên tôi tưởng cô đón máy bay chứ. Dạ. Con tìm đường. À, tìm đường hả? Dạ. Ủa sao đây không đi thẳng đi mà chạy xe ôm luôn mà dòm đó làm chi? Hay là đằng kia có một bãi xe ôm nữa hay đi dẫn đi? À, dạ không. Tôi tự ái lắm. Đến từ đầu tôi mới chở. À, dạ thôi chú làm ơn chú chở giùm con nha. Ừ, chở đi đâu? Dạ ấp 888. Ờ thì đương nhiên được vì trong đó ấp của tôi mà, ấp của xóm tôi mà. Ủa ấp xóm chú hả? À, vậy chú biết có ai tên Năm không? Trời ơi. Nguyên cái tôi không biết mấy chục năm luôn làm mấy đội bóng đá với nhau rồi nguyên cái tứ hùng được đó. Hỏi gì sao tôi phải trả lại được. Anh Năm vô ô nè. Anh Năm đậu hũ nè. Thằng Năm thù nè, anh Năm phong dạ, nè, anh Năm. Anh Năm thứ ba đó. Cái gì thứ năm? Anh Năm mà thứ ba, anh Năm mà phải thứ năm dạ, chứ. Không, dạ không, anh Năm thù á. Là anh Năm đứng ngồi thứ ba đó hả? Dạ dạ. À, thằng Năm thù, em của chị cô Tư Hà bán cà phê trong đống phải không? Dạ dạ. Rồi. Ủa nhưng mà cô có mối tương quan gì với Nam Thụ? Cái gì vậy con? Con khổ quá cô Tư ơi. Nè, thôi bình tĩnh. Nghe Tư hỏi nè, mấy tháng rồi? Dạ 2 tháng rồi. 2 tháng. Cái điều này phải tổ chức cưới gấp rồi. Cái bụng nó lúp kiểu này á. Mai mốt làm cô vô như Mã Hằng Kiều lại người ta nghe. Không có tư cách nhìn mặt tôi đâu nha. Cô á là chị ruột của thằng Năm Thù. Cô thay mặt nó cô xin lỗi con. Vì cô không có giáo dục em mình cho tốt. Nhưng mà Năm Thù sao mà nó cua được con hay vậy? Gặp lúc nào? Tụi con quen nhau qua mạng đó. Đó cũng là lần đầu tiên con gặp ảnh luôn. Lần đầu tiên gặp luôn? Dễ dãi gì luôn? Hey. Trời ơi, ông chạm vào nỗi đau của người ta. Nói gì sao sợ nó buồn. Mà nè, sao con gái con đứa mà con dễ dãi vậy? Tôi liệu. Dạ, tại vì trước đó là tụi con có nói chuyện trên mạng nhiều lần lắm rồi. À đúng rồi, anh Nam ấy còn kêu con là mối tình đầu của ảnh đó. Gặp ai nó mới tình đầu vậy á? Tình đầu của Năm, tình đầu của Quý, tình đầu của Tháng, tình đầu của Tuần. Gái được lỗ tai thiệt chứ. Ông nữa. Dạ, nhưng mà không biết sao á là sau cái lần gặp mặt đó tới giờ con với ảnh không có liên lạc được. Ảnh đưa điện thoại ảnh cho ai xài á, khóa luôn Facebook luôn. Không đâu liên lạc được đâu. Bây giờ làm sao gặp ảnh bây giờ? Thôi, yên tâm. Nó chạy xe ngoài bãi trong đâu hết á. Để lát nó về đó, cô Tư sẽ dẫn nó tới xin lỗi con. Thôi con đừng có buồn nghe không? Dạ. Trời đất ơi, thằng Năm Thù làm người ta có bầu. Nói thôi. Không phải, ý của con nói là sao mà nó giỏi dữ vậy? Con cả đời của con muốn cũng được nè. Nó ấy người ta xong rồi nó quất người chứ không cái kìa. Trời ơi, nó quất người chứ không luôn. Nói thôi, một lát nữa giờ mình xử nó. Phải, ý của con nói là sao nó tuyệt vời quá ta. Con nói vậy có vẻ mày thần rồi nó quá vậy. Không phải, ý con nói là cái vụ mà quất người Chi Phong là bậy nha. Ừ. Cực kỳ bậy nha. Cái đó là vô đạo đức, hết sức mất dạy, không có liêm sỉ, quá bậy. Bây đang chỉ thẳng mặt tám luôn nè. Đấy luôn. Ý của con bỏ cái tay xuống nói chuyện rồi đó, bỏ cái tay xuống. Đúng rồi. Ý của con đó xe duyên trời Chi Phong cho chúng ta nên giờ chồng. Chết. Vô liêm sỉ nè. Quá dạy nè. Chết vô đạo đức nè. Mày miệng quýnh nó xì mỡ. Trời ơi. Tại sao vậy hả Năm? Tại sao vậy? À, tại sao biết? Tại sao mày không nói sao tao biết tại sao? Tại sao mày là bạn bè anh em tao từ trước giờ mà mày không biết san sẻ hả? Mày san sẻ gì? Mày không biết chia sẻ hả? Chia sẻ gì? Tụi mày nó nói cái gì tao không hiểu hết trơn. Mày còn giả bộ nữa hả? Gì? Mày làm con gái người ta có bầu. Cái gì vậy ba? Mày. Mày điên quá này. Ý là em nói anh Tám nghe. Em nói chơi thân xưa giờ. Nó thừa hiểu là em tôn thờ chung với độc thân mà làm chứ quen ai có bầu. Rồi. Nhưng mà cậu trả lời từng câu hỏi của tôi được không? Mời anh. Cách đây 2 tháng vào một đêm mưa gió bão bùng, cậu đi hẹn với ai? Cách đây 2 tháng? Đúng. Một đêm mưa gió bão bùng. Đúng. Con nghe kỹ coi có phải là giọng nói của con Năm Thù không? Xa quá sao nhớ anh, giỡn hoài. Dạ bộ, mày cố gắng mày nhớ coi. 2 tháng trước mày đã gặp ai? Trong hoàn cảnh như thế nào? Và mày đã làm gì?
Đúng rồi cô ơi, giọng nói ngọt ngào của anh Năm Thù nè. Gì hả? Nghĩ sao 2 tháng rồi gặp biết bao nhiêu người làm sao tao nhớ hết mày? Tại sao không nhớ? Để tao nhắc cho mày nhớ luôn nè. Nói đi. Tao nhớ rất là dai, 2 tháng trước là mày bị bệnh, đúng chưa? Gì? 2 tháng trước mày bị bệnh. Đúng rồi. Mày nằm liệt giường. Đúng rồi. Mày sợ mất khách. Đúng. Rồi mày mới đưa điện thoại mày nhờ tao là nhận cuốc xe ôm. Tất cả ai đặt của mày thì đều nhận hết để tao chạy về mày. Tao vẫn ok, tao nhận hết và tao chở về mày. Đúng chưa? Vậy rồi sao mày la mày không nhớ? Đúng rồi, đúng giọng ảnh rồi cô ơi. Đúng. Cái vụ này là có nè. Cách đây 2 tháng em bệnh. Em nằm bệnh viện. Em sợ là khách quen của em gọi tới không ai chạy. Cho nên là em đưa điện thoại của em, đưa xe của em cho nó chạy. Đúng. Thì nó lấy điện thoại của em xong rồi nó lướt 10 phút đó. Rồi mày lấy điện thoại của tao, mày lấy Facebook của tao, mày nhắn cho người ta, mày chat shit. Rồi người ta gọi lại cho tao khóc lóc tùm lum. Anh Nam. Hả? Em tìm anh mấy tháng nào anh có biết không? Chứ anh không liên lạc với em, mà còn khóa Facebook nữa. Mà giao điện thoại cho anh đi đâu vậy? Nó chửi em quá trời luôn. Thì ra là mày. Mày chính là thủ phạm làm cho cô gái xinh đẹp này có bầu. Trời ơi, mày thằng cô mẹ mất dạy dây sĩ. Mày gì? Bỏ ra coi, anh làm gì vậy? Tên gì? Ai nói anh là tôi có bầu? Ông này nói nè. Tư nói. À, ai nói con có bầu? Cô Tư hỏi con được mấy tháng rồi, con la 2 tháng. Ơi, 2 tháng là con nói là 2 tháng là trước đó là con tìm hiểu anh Năm rồi quen nhau qua mạng thôi, chứ có nói bầu 2 tháng đâu. Trời đất ơi, quy cái sớm này sớm xà sớm xác à, người ta có bầu hồi nào? Ít trời ơi. À, thôi tao hiểu rồi. Đầu đưa góc ngoạn là như vậy nè. Là cái lúc này cách đây 2 tháng á là Năm Thuộc có bị bệnh. Thì thay vì cái bãi xe chạy chung nó nhường khách cho tôi. Nó không có chịu, nó cạnh anh lắm. Nó giao cái xe cho thằng Linh này nè. Rồi nó giao luôn điện thoại, bị người ta đặt ra điện thoại qua mạng á. Rồi ông nội này lái xe thì nó lái xe không lo, cũng thoải mái tay chân, lấy cái Facebook của Năm Thù xài luôn. Thì mới quen được cháu gái này. Rồi hai đứa yêu lên sao phải lòng nhau. Thì phải lòng nhau rồi đó, là hết giai đoạn là phải trả điện thoại bên đây là nó không có còn liên lạc được. Chứ không phải đúng người chứ không. Có phải vậy không? Không, thật sự á là trong lúc chạy xe ôm con buồn quá, con lại không có nick Facebook. Cái con mò điện thoại ông nội này con thấy bích Facebook, cái con lướt lướt con thấy bé Quyên dễ thương quá con mới làm quen. Thì sau khi tìm hiểu với nhau á, thật sự là con yêu Quyên thiệt. Rồi xong rồi tụi con gặp nhau được có một lần à, xong lúc sau cái trả điện thoại cái con mất liên lạc. Rồi anh có quay lại chỗ đó sao? Lúc đó người ta nói em dọn đi rồi. Đúng rồi, không có tiền đóng tiền nhà nợ năm tháng ta đuổi rồi. Trời. À, anh có gọi điện thoại là cho em mà không được luôn. Thì đúng rồi, không có tiền nạp điện thoại chặn 2 chiều luôn rồi. Trời, biến đường hết trơn. Ờ quên nữa. Gì? Em Thù. Gì? Lúc đó tao có hỏi là có ai gọi cho tao sao mày lại không? Thì gọi nói tìm mày tìm tao rồi tao nói mày làm gì? Trời ơi, mày tiểu nhân vậy đó hả? Bởi cái thật ganh tị không bỏ. Bây giờ đó là cái giá phải trả thôi. Bây giờ cuối cùng ai cũng có đôi cặp hết. Ơn Năm Thù, mở ơn. Ủa ai đâu xin cái gì rồi? Đây nè, hai đứa nó cặp nè. Đâu cặp nữa? Nè, đây cặp nữa nè. Xin chào quý vị khán giả, Thảo Vy xin được phép thay mặt ekip Sống 888 gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà quý khán giả đã dành cho Sống 888 trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì Sống 888 đang được phát vào lúc 19 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên kênh Sài Gòn TV Movie. Và xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi và đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Thảo Vy xin mời quý vị khán giả subscribe kênh Sài Gòn TV Movie để đón xem những tập tiếp theo cực hấp dẫn của Sống 888 nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Khoa. Trong phim mình là Khoa. Nhưng mà mọi người kêu mình là Khoa Khờ. Không hiểu tại sao mọi người kêu mình như vậy nữa. À, các bạn có muốn biết tại sao không? Vậy thì các bạn hãy vào kênh YouTube Sài Gòn TV Movie vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và lúc 19 giờ nghe. À đừng quên á, các bạn nhấn subscribe để
để theo dõi những tập tiếp theo và để giải mã tại sao mọi người kêu mình là Khoa Cờ nha. Cảm ơn các bạn. Hi, chào cả nhà thân yêu và chào những vị khách đặc biệt của quán cà phê Tư Hà trong cái phim mà Sớm 888. Xin mời quý vị nếu yêu thích Sớm 88 của Linh Hà thì thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên kênh Sài Gòn TV Mobi nhé. Có câu là muốn đi lẹ thì đi mình ên, mà muốn đi dài thì hãy đi cùng nhau. Hữu Thạch cùng ekip rất mong sự góp ý cũng như là comment cũng như là thả tim hay là đăng ký kênh thì càng tốt với công ty. Một lần nữa, Hữu Thạch trên thay mặt ekip cảm ơn quý vị khán giả cùng quý bà con, cô bác thật là nhiều. Và chúc cả nhà mình thật là nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc ạ.